mình bàn mình chân cái lóc anh em, giờ cuốn sắt rồi cắt rơi đâu mình cắt rơi đấy nè, cá xé với đầu lòng, có thêm chả với trứng rồi anh em. Mình múc ra tô mình đổ nước vô cho nó đỡ chín á, tại vì bột này bột tươi anh. Dạ có người ở dưới làm anh em, dạ làm hết tới đâu mình làm tới đấy anh em. Một đôi tay thoăn thoắt vừa xoay ống bột, vừa lia dao cắt đều đến mỗi nhịp. Từng sợi bánh canh mỏng, thon, cứ thế rơi vào nước đang sôi. Bánh canh cá lóc không phải là món lạ với người Sài Gòn, nhưng bánh canh cá lóc với sợi bánh làm từ bột tươi, bán tô nào sẽ cắt, trùng ngay tô đó, thì quả không dễ tìm khi vào một vòng thành phố. Quán bánh canh cá lóc Bếp Bợm, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh được nhiều thực khách tìm đến thưởng thức. Không phải vì hương vị mới mẻ, mà chính là sự gần gũi được tạo nên bởi sợi bánh canh bột gạo ngọt thơm, luôn tươi mới như ở nhà làm. Từ 6 giờ đến 10 rưỡi, từ 3 giờ chiều đến 10 rưỡi đêm, giá 25 ngàn, tùy theo khách. Đầu với lòng là 35, lòng với thịt là 30, 20 ký, tùy theo người lăn hơn. Có khi ống rưỡi, có khi ống một tô. Dạ 25 kg nè. Dạ mình mua về mình làm. Cá thì mình làm từ sáng đến trưa. Dạ nó cũng hơi cực cái này. Do bột gạo nhồi tươi nên thường bột sẽ được nhồi nhiều cữ trong ngày. Vì để quá lâu bột sẽ chua và bị khô khiến sợi bánh không dai. Bột được quán nhồi nguyên khối, bán đến đâu tiệm sẽ cắt thành từng lát, đắp vào ống inox để thợ sắt làm đến đó. Bánh canh cá lóc bột tươi, sắc tay, ăn kèm rau đắng, có thêm chả cây, trứng cút. Mấy chục lần, được không? Một cá. Hầu như là một tuần 2 lần thì phải. Vậy gia vị anh em ngồi phải, ngon. Theo bánh canh đồng.